tất cả mọi người, hôm nay Phước Sửu sẽ điểm lại cho mọi người một số cái sản phẩm thuộc cái cung đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè nha. Trước mặt của mọi người đó là chung cư Canton North của chủ đầu tư là Tài Nguyên Môi Trường. Sau hơn 10 năm gọi là hình thành và phát triển, nhưng mà đến nay những cái chung cư này là cũng vẫn còn trơ trọi và những cái khối bê tông cao tầng và chưa được hoàn thiện. Thì chung cư này có một vài thời gian là năm vừa rồi Novaland đã tưởng chừng như là đã thâu tóm, nhưng mà cuối cùng là hiện tại vẫn còn là một khối bê tông và chưa được xử lý và chưa qua tay của Novaland, và vẫn là công ty Tài Nguyên Môi Trường chưa được hoàn thiện để gọi là bán trong những mở bán được tiếp theo, trong khi đây là một vị trí rất là đẹp, chiến lược của Nhà Bè. Và phía tây phải của Phước Sửu là chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, và phía bên tây trái là tòa nhà BVGAP của công ty Phú Long. Và bên trong tòa nhà BVGAP thì có những chung cư như Sunrise Riverside, Sài Gòn South, và một số dự án của Tân An Huy Trần Thái. Thì như mọi người biết đến là dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ là toàn bộ là đa số là quỹ đất của Phú Long, thì Phú Long đã kết hợp với rất là nhiều đơn vị để đưa ra nhiều chung cư, ví dụ chung cư gọi là Hoàng Anh Gia Lai 3 phía bên tây phải như quý anh chị nhìn thấy, dọc theo 60 km, dọc theo những cái chung cư khác là dọc theo như chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 thì phía bên trong thì dự án của Nhật, của làng đại học Nhà Bè với diện tích là 10 nhân cho 20, 10, 25, 10, 30 thì theo như Phú Long họ ví con đường Nguyễn Hữu Thọ này là giống như một thành phố rồng, bởi vì ở đây là không có nhà dân hai bên mà chỉ có những cái dự án rất là lớn. Thì chủ đầu tư Capital Land cũng đã về đây và đưa ra mắt trình làng một số các sản phẩm như Seletta Drive, Seletta Hay, Seletta Avenue, gọi là tổ hợp Seletta City. Thì phía bên tây phải khu Phước Sửu là chung cư Phú Hoàng Anh, được chung cư được chủ đầu tư Phú Long xây dựng cách đây khoảng hơn chục năm và đưa vào hoạt động khá tốt. Những chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Phú Hoàng Anh này là những chung cư gọi là tầm trung bình với mức giá trung bình, nhưng mà sắp tới thì Capital Land sẽ đưa ra những cái dòng sản phẩm cao cấp nhất có thể và mức giá đã gọi là chào bán khá cao rồi. Ví dụ như bên tay phải của Phước Sửu đó là Seletta Gold, là một trong những cái chung cư cao cấp của tổ hợp Seletta City. Mức giá của Seletta Rise và Seletta Hay mở bán được vừa rồi là dao động từ khoảng là 55 đến 70 triệu một mét vuông cho đối với là phần thô và hoàn thiện. Đây thì mọi người nhìn thấy tiến độ mới nhất của dự án Seletta City phía bên tay phải. Seletta City là Seletta Rise ha cả nhà. Seletta Rise phía bên tay phải của Phước Sửu á, là phía bên Seletta Rise thì bây giờ là chung cư này đã gần như là hình thành xong phần móng rồi, chuẩn bị quý cư dân là đưa vào ký hợp đồng mua bán. Quỹ đất của Capital Land này cũng trải dài khá dài dọc theo cung đường Nguyễn Hữu Thọ. Rồi phía bên tây trái của Phước Sửu là chung cư Dragon Hill của tập đoàn Phú Long, và tập đoàn Phú Long thì sắp tới còn cho ra căn hộ Essentia nằm phía bên tay trái luôn. Với chung cư căn hộ này thì theo cái mức gọi là tầm trung, còn Seletta thì có cái mức cao cấp và là một cái chuỗi căn hộ cao cấp của Capital Land. Và phía tây mặt của Phước Sửu là quỹ đất của Seletta Hay nha. Những quý cư dân và quý anh chị mà mua những cái sản phẩm của Seletta Hay thì sẽ được xây dựng và bàn giao ngay tại đây. Tiếp theo phía bên tay trái của Phước Sửu là La Villa, ở chỗ này là của Kiến Á với những cái biệt thự Galleria. Ở đây thì những cái biệt thự thông tầng và gồm là một trệt, hai lầu, sân thượng và áp mái ở trên, thì bàn giao
phải của Phước Sửu là chung cư, phía bên tay phải của Phước Sửu là Shop House Avenue nha. Shop House Avenue này thì được chủ đầu tư Phú Long và Capital Land đã tung ra bán cách đây khoảng 5-6 tháng rồi, và mức giá trung bình của những căn 6 x 30 một trệt, 6 x 30 một trệt, hai lầu sân thượng, hai mặt tiền trước sau. Những cái căn shop house này thì mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ với cái giá là 45 tỷ, và một cái dự án mà được mong chờ nhất khu Nam Sài Gòn là dự án Sai Ca Nhà Bè. Thì mọi người cùng với Phước Sửu đánh giá xem qua cái dự án này bàn giao như thế nào rồi nè nha. Rồi bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người đi vào cái phân khu đầu tiên với cái tên là Zai River Country One. Với phân khu đầu tiên này thì dự án cho ra mắt là khoảng 350 căn thấp tầng. Mặt tiền của đường Nguyễn Hữu Thọ là shop house, bên trong là nhà phố. Và cái cung đường của Phước Sửu đi đây là những cái căn biệt thự song lập nha cả nhà. Rất là đẹp, với diện tích là ngang 10 dài 20, và chủ đầu tư đang trong tiến trình gọi là bàn giao cho khách hàng luôn. Với cái chung cư, với cái chủ đầu tư này thì tổng quy mô là 350 hecta. Và 350 hecta thì như mọi người nhìn thấy thì những cái căn nhà xây thêm một cái chuẩn mẫu khá đẹp, bán cổ điển theo phong cách gọi là châu Âu nha cả nhà. Ở đây thì chủ đầu tư rất là những cái cảnh quan khá đẹp luôn. Ở đây thì trồng khá nhiều cây xanh thấp tầng, cao tầng, và ở đây thì được bảo vệ 24/24 và những cái tiện ích clubhouse cực kỳ đẳng cấp, hồ bơi, phòng tập gym, rồi là những cái tiệc nướng barbecue, phòng chiếu phim đầy đủ hết. Đây là phân khu thứ 1 là phân khu Zai River Country One, và phân khu thứ 2 Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá đó là phân khu Zai Educati, là một cái phân khu gọi là về giáo dục trường học. Thì cái phân khu này lại sẽ tung ra một số căn biệt thự ven sông và những cái chung cư cao tầng. Ở đây thì có một cái trường đại học Chadwick của Mỹ đang làm phần móng và xây dựng phía trước mặt Phước Sửu đây. Về cái trường học này là trường học Chadwick của Mỹ với cấp 1, 2, 3, là một trường rất là lớn, và đã ký hợp đồng với lại Zaget Nhà Bè, GS Nhà Bè, là một cái tập đoàn rất là lớn của Hàn Quốc về xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng cái trường tại đây luôn. Như mọi người đang nhìn thấy, xe đang ủi mốt và làm trường ở bên đó. Với phân khu Zai Educati này gọi là phân khu giáo dục về trường học, nên cái phân khu này là thu hút tất cả những trường học tại đây. Thì 350 hecta đối với dự án Zai Ca Nhà Bè này thì sẽ cho ra khá nhiều những cái tiện ích khác nhau, từng phân khu khác nhau, và có những cái tiện ích cực kỳ đặc biệt và hình thành sau này là sẽ là có thể bằng hoặc hơn là dự án Phú Mỹ Hưng quận 7. Và có thể nói đây là một trong những cái dự án làm sáng danh và rực rỡ cho Nhà Bè, và có thể nằm trong chuỗi dự án để gom lại Phú Mỹ Hưng và GS Nhà Bè trở thành một cái thành phố Nam Sài Gòn trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ cảm ơn cả nhà đã xem qua kênh của Phước Sửu review về những tiến độ của dự án Zai Ca Nhà Bè và những dự án của khu Nam. Thì mọi người cùng theo dõi kênh của Phước Sửu để cập nhật những cái dự án mới, và theo dõi của kênh của Phước Sửu để có những cái sản phẩm cực kỳ hot nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ và thật nhiều may mắn. Xin chào.